nắm lấy tay cầm với hai tay. Hạ xương bả vai xuống, đồng thời kéo tay cầm, đóng góc giữa cánh tay vào thân người lại. Khi hết phạm vi chuyển động thì giữ tại đó một lúc, rồi trả tay cầm về vị trí ban đầu có kiểm soát. Hít vào khi nâng lên và thở ra khi kéo.